Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, chất thải trắng công nghiệp thông thường phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, dao động từ 1.200 đến 1.400 tấn trên một ngày, được thu gom xử lý theo đúng quy định. Theo đó, các loại chất thải này được doanh nghiệp phân loại, bố trí kho chứa riêng biệt với chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. Chất thải trắng công nghiệp thông thường bao gồm nhiều loại, chủ yếu là phế liệu từ công đoạn sản xuất chính của doanh nghiệp. Ngoài ra còn có sắt, thép phế liệu, hầu hết chất thải loại này được doanh nghiệp tái chế tái sử dụng phần không tái chế thì hợp đồng với các đơn vị chức năng thu cơm vận chuyển về nơi xử lý theo đúng quy định bên cạnh đó tỉnh cũng ghi nhận khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh dao động 24.000 đến 26.000 tấn một năm và được chủ đầu tư tự quản lý ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu cơm xử lý phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn ký hợp đồng với các đơn vị bên ngoài tỉnh Long An để xử lý chất thải nguy hại như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.